Em xin chào tất cả các bác đến với kênh Phi Audio, và hôm nay em làm cái này để giới thiệu cho các bác một cái mẫu lo chép. Thì cái mẫu lo chép giới thiệu cho các bác đây là một cái mẫu lo của Pioneer, thì mẫu với cái mã là WTA 500. Thì khi các bác nhìn vào cái bề ngoài này á, nó cũng khá là giống với cái con B8804 em đã giới thiệu ở nhiều clip trước. Thì cái con này là cái con nâng cấp của cái con B8804, thì với một cái màn mặt titan như thế này nhìn khá là đẹp và sáng. Thì bên trong của nó nổi bật lên là một cái họng kèn, cái đầu đạn như thế này. Đấy, thì cái mặt titan nhìn khá là cứng cáp. Thì với một cái viền đen làm nổi bật lên cái cặp lo của mình. Đấy, về cái thước vành cũng như là về cái hình vuông, nó cũng khá là giống với cái con B đó, nó con 4 trước đó. Thì em sẽ giới thiệu những cái thông số cũng như là đó, em sẽ đo cái thước vành để cho các bác có thể về tham khảo để lắp vào thùng, cũng như là các bác có thể lắp phân tầng để lắp rời bên ngoài để bổ sung tiếng chép cho dàn của mình. Thì lo Super Chép Vocal Pioneer với trở kháng là 8 ohm, công suất max của mỗi lo là 100W và độ nhạy là 91 dB. Đấy, và với cái mã sản phẩm là WT 2500, và ở đây có hai cái cọc để các bác có thể hàn dây vào. Đấy, và em sẽ tiến hành đo kích thước của vành, cũng như là em sẽ test một cái đoạn nhạc để cho các bác có thể nghe để tham khảo. Đấy, và kích thước vành thì đường kính của vành của la là khoảng 8 cm. Đấy, và đường kính của hai đường chéo ốc khoảng 8,5 cm, và đường kính của cụ từ tầm khoảng 7 cm. Đấy, các bác có thể tham khảo để có thể về để lắp thùng, và độ chiều rộng của nó là khoảng 6 cm. Đấy, thì các bác có thể tham khảo để lắp vào thùng, hoặc là các bác có thể lắp rời để bổ sung tiếng chép bên ngoài. Thì các bác có thể lắp cả một cái mặt phân tầng như thế này. Thì ở đây em sẽ đấu sẵn được một cặp, em sẽ test cái chất âm của cái con WTA 500 này để cho các bác có thể nghe, để cảm âm được cái chất lượng từ cái con này nó đưa ra như thế nào. Thì cũng như cái cặp loa này dành cho các bác nào có nhu cầu là vừa có thể nghe nhạc được, vừa có thể hát karaoke được, thì cái đây có thể đáp ứng được nhu cầu cho các bác. Thì em sẽ mở một cái đoạn nhạc để cho các bác có thể nghe thử được cái chất âm của nó. Thì em sẽ dặn lớn này. Như các bác cũng đã nghe được cái chất âm từ cái con này, nó ra khá là tí tách và hay luôn. Thì có thể vừa hát karaoke được, cũng có thể vừa nghe nhạc được. Thì một cái củ rời như thế này không, bên em sẽ tặng kèm tụ cho các bác có thể về để đấu vào thùng loa. Thì bên em đang có một cặp tụ không, củ rời không, thì bên em đang có giá là 650.000 cho một cặp. Hoặc là các bác có thể lắp cả mặt phân tầng để bảo vệ cái lo chép, cũng như là có thể tăng tuổi thọ của lo chép của các bác lên. Thì cái mặt ở đây em lắp là cái mặt phân tầng T3, thì bên em đang có giá là 830.000 cho một cặp. Hoặc là các bác có thể nâng cấp lên một cái mặt tốt hơn thì thêm 20.000 thôi, thì các bác có thể có một cái chất lượng hơn, tốt hơn. Thì một cái cặp phân tầng, một cái cặp lo lắp cả phân tầng T5 cũng như em đang test ở đây, thì bên em nó có giá là 850.000 cho một cặp. Thì các bác thắc mắc gì á, hoặc các bác có liên hệ gì, các bác có thể các bạn với em qua số Zalo là 0935 980 281, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134
26 đường Nguyễn Tập, phường Bình Thuận, quận 7, các bác có thể đến. Bên em sẽ test trực tiếp cũng như tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác theo dõi video của em.